Em hình như là đã có gì đó. Đó, người ta nắm người ta bệnh ra. Nắm bệnh ra đi, có đau thì có nó đau với mình, đâu có đau thì sợ. Ừ. Thế nè nè, đúng không? Nó đau chứ mình đâu có đau đó. Đúng rồi, nó đau mình có đau đâu. Rồi bắt đầu gọi cái gì ở đây nha. Nói cho mày nói có ai nghe không phải không nữa. Ông kêu đạp mà muốn mất thường chú cần đó. Ừ chết nghe không. Người nào đạp thường nữa chú chú kêu chú đạp nhìn bộ chú tay giả đau vô người ta. Quyền thần cái đó hết chừng nào được cái chứ nha. Sao mà được cái thứ hai.